Phật tử, ví như vua chúa Ila Bana ở núi Kim Hiếp trong hang bảy báu, hang đó chu vi đều dùng bảy báu làm lan can. Cây đa la báu thứ tự thẳng hàng, lưới la bằng vàng thật che phủ phía trên. Thần voi trắng khiết giống như ngọc kha tuyết, phía trên dựng tràng bằng vàng, chuỗi bằng vàng, lưới báu chuồng vòi. Bình báu thòng xuống thất chi thành tựu đầy đủ sáu ngà, đoan tránh dùng mãn. Người thấy rất vui thích, đều thuận lương thiện, tâm không trái nghịch. Các vị Phật tử giống như voi chúa Ila Bát Na Hương Diệp ở núi Kim Hiếp trong hàng bảy báu, chủ vì hàng đó đều dùng bảy báu làm lan can rất là trang nghiêm. Lại có rất nhiều cây đa la báu thứ tự rất thẳng hàng, nhìn trái cũng thẳng hàng, nhìn phải cũng thẳng hàng. Lại có lưới la làm bằng vàng thật che phủ phía trên hang báu. Thần voi chúa đó màu trắng rất trắng đẹp,